Ngày 14 tháng 4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ thành công Nguyễn Hữu Thoại, 30 tuổi, sau khi nghi phạm này thực hiện hành vi cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Bến Lức. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày, Thoại đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Phan Văn Mãn, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Khi vào tiệm, Thoại giả vờ hỏi mua một chiếc lắc vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Thoại đã nhanh tay giật lấy chiếc lắc và bỏ chạy ra ngoài. Nghe tiếng hô hoán của chủ tiệm, người dân xung quanh nhanh chóng xông tới và khống chế được Thoại và bàn giao cho công an. Tại cơ quan công an, Thoại khai nhận do thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp giật để lấy tiền trả nợ. Trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở Tiền Giang, Thoại đã phát hiện tiệm vàng nói trên và nhiều lần qua lại quan sát trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Hiện công an huyện Bến Lức đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Thoại theo quy định.